1, bắt đầu! Ngày 25 tháng 6 năm 2023, lần đầu tiên một dự án giao thông trọng điểm quốc gia quy mô lớn, tổng mức đầu tư gần 86.000 tỷ đồng được đồng loạt tổ chức khởi công tại 3 tỉnh thành phố với 6 điểm cầu. Chỉ sau một năm kể từ ngày Quốc hội ban hành nghị quyết về chủ trương thực hiện, với tổng chiều dài trên 113 km, đi qua địa bàn Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Sau một năm triển khai thi công, đến nay, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, nhất là đoạn trên địa bàn Hà Nội đã dần thành hình, đang từng bước hiện thực hóa nghị quyết của Quốc hội và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô trong nỗ lực xây dựng đồng bộ, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn Hà Nội gồm 3 dự án thành phần. Thành phần 1 là công tác giải phóng mặt bằng, thành phần 2 xây dựng đường đô thị song hành và thành phần 3 xây dựng đường cao tốc theo hình thức hợp tác công tư PPP. Trong đó, dự án thành phần 2, đường đô thị song hành dài 58,2 km, vận tốc thiết kế 80 km/h đi qua 7 quận huyện của thành phố gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai và Thường Tín. Có điểm đầu tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn và điểm cuối tại km 58 200, ranh giới giữa thành phố Hà Nội với tỉnh Hưng Yên thuộc địa phận huyện Thường Tín. Với 4 gói thầu xây lắp đường, hiện trên toàn tuyến song hành đang huy động khoảng 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân lái xe và lái máy, 300 ô tô vận chuyển và hàng chục máy đào, máy ủi, lu, chia thành 32 mũi thi công chính, gồm 23 mũi thi công đường và 9 mũi thi công cầu. Điểm đầu tuyến là địa bàn huyện Sóc Sơn với chiều dài hơn 2 km, đi qua 2 xã là Tân Dân, Thanh Xuân và thuộc gói thầu xây lắp số 8 của dự án. Tổng diện tích đất phải thu hồi trên 48,2 ha, chủ yếu liên quan đến đất nông nghiệp và di chuyển mồ mả, chỉ giải phóng mặt bằng hơn 600 m2 đất thổ cư, do đó việc đền bù giải tỏa khu vực này tương đối thuận lợi. Phạm vi xã Tân Dân đã cơ bản hoàn thành cấp phối đá răm. Hiện việc thi công tập trung chủ yếu trên địa bàn xã Thanh Xuân, đoạn từ quốc lộ 2 đến sông Cà Lồ. Dù ngắn, nhưng đường vành đai 4 đoạn qua huyện Sóc Sơn được đánh giá là nút giao thoa quan trọng bởi vị trí gần sân bay Nội Bài, cắt ngang quốc lộ 2 và nối cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ là tuyến huyết mạch trong phát triển kinh tế của huyện Sóc Sơn, mà còn của cả nước khi kết nối các tuyến đường phía Bắc thủ đô với các huyện ngoại thành và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Hiện tại thì cái cầu Cà Lồ và Tân Hậu chúng tôi đều đặt tiến độ, chúng tôi đề ra là cuối năm chúng tôi sẽ xong hai cầu. Chúng tôi đã hoàn thành xong bốn mố cầu và hiện tại xong hai trụ cầu và hai trụ cầu đang thi công dở dang và đúc được 12 viên dầm. Tuần tới chúng tôi sẽ lao tiếp hai cái nhịp dầm này để lấy cái công địa đúc bãi dầm. Cầu kia thì vì mặt bằng nó mới có thì chúng tôi đang tập trung đúc dầm và làm cái phần khoan, trong vòng 2 tháng nữa chúng tôi sẽ khoan xong. Cũng thuộc gói thầu số 8, đường vành đai 4 đoạn tiếp theo trên địa bàn huyện Mê Linh, dài khoảng 11,2 km, chiếm tỷ lệ 19%, đi qua các xã Văn Khê, Chu Phan, Đại Thịnh, Thanh Lâm và Kim Hoa. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 141,5 ha, liên quan đến 3.000 hộ dân. Đoạn tuyến do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Yên đảm nhận thi công. Có thể nói đường vành đai 4 đi qua địa phương này đang được thi công thần tốc nhất trong số 7 quận huyện. Công trường gần như không có ngày im tiếng máy. Mặt bằng bàn giao đến đâu, đơn vị chuẩn bị máy móc, công nhân làm đến đó. Tuyến đường ở đoạn này đang hình thành rất rõ nét. Sau thời gian đắp gia tải, nhiều đoạn tuyến đang được san ủi, thậm chí có đoạn đã thảm cấp phối đá. Hiện tại thì đơn vị đang triển khai 5 mũi thi công trải dài từ Sóc Sơn sang đến Mê Linh. Lực lượng thiết bị thì đơn vị đang bố trí 12 xe lu, 5 xe đào, 3 xe ủi với 2 máy giải. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công là bố trí toàn bộ nhân lực thiết bị thi công tập trung vào các mũi để cơ bản đáp ứng tiến độ cho đề ra. Anh em công trường thực hiện làm việc 100% trên dự án. Các trụ cầu vượt sông, vượt đường sắt tuyến Nội Bài Lào Cai đã vươn cao, thi công xong phần bệ, thân và đang lao lắp dầm.
Đây là hình ảnh khác biệt nhất so với các đoạn tuyến khác của đường vành đai 4 trên địa bàn 6 quận huyện còn lại. Cầu đường sắt vừa theo cái thiết kế ban đầu là cái đường để vào thi công là phải theo một cái tuyến khác. Tuy nhiên cái tuyến đấy cũng rất là vướng, mà huyện ủy Mê Linh đã tạo điều kiện cùng chúng tôi mở một cái đường mới, đường công vụ mới, cho nên đã tạo điều kiện để cho đơn vị thi công sớm, và nhờ đó mà chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành vào tháng 12 năm 2024 này. Trên địa bàn huyện Đan Phượng, đường vành đai 4 có chiều dài khoảng 6,3 km đi qua địa bàn các xã Liên Hồng, Tân Hội, Hạ Mỗ và Hồng Hà. Điểm cuối nằm tại xã Hồng Hà là nơi chuẩn bị xây dựng cầu Hồng Hà bắc ngang qua sông Hồng, nối huyện Đan Phượng và huyện Mê Linh, sau này sẽ giúp giao thương giữa hai huyện trở nên dễ dàng, thúc đẩy kinh tế vùng phát triển, đồng thời giảm tải cho cầu Thăng Long. Thủ gói thầu xây lắp số 9 của dự án do Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex đảm nhận thi công. Đây cũng là gói thầu có chiều dài lớn nhất của dự án đi qua địa bàn cả huyện Hoài Đức với tổng chiều dài khoảng 22 km. Ngay từ đầu chúng tôi đã định hướng rồi, và đến nay thì là chúng tôi sẽ phấn đấu mà 100% các phạm vi mà cần phải xử lý nền yếu sẽ hoàn thành công tác lắp ra tải xong trước 30 tháng 6 để kịp cái thời gian chờ lún. Cái vấn đề thứ hai là tất cả các phạm vi mà nền thông thường chúng tôi sẽ triển khai thi công đất K98 và thi công cấp phối đa dăm và tiến tới thi công thảm ngay, để trên tổng thể tất cả các phạm vi thi công trường đều được triển khai đồng loạt. Hiện tại là nhà thầu Vinaconex là đang quyết tâm là phấn đấu để thi công dự án đảm bảo tiến độ, cố gắng mục tiêu là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12 năm 2025, sẽ vượt trước tiến độ theo điều kiện hợp đồng khoảng 6 tháng. Riêng trên địa bàn huyện Hoài Đức, đường vành đai 4 dài hơn 17 km, đi qua địa bàn 13 xã gồm Đức Thượng, Đức Giang, Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở, Đắc Sở, Tiền Yên, Song Phương, An Thượng, An Khánh, La Phù và Đông La. Trong đó, đoạn tuyến bắt đầu tại xã Đức Thượng giáp với huyện Đan Phượng, điểm cuối tại xã Đông La giáp với quận Hà Đông. Đây là địa bàn có đoạn tuyến đi qua dài nhất và khối lượng thi công cũng như phải giải phóng mặt bằng nhiều nhất. Song đến thời điểm này, với năng lực của nhà thầu Vinaconex triển khai đồng loạt nhiều mũi, việc thi công cũng đang bám sát tiến độ của dự án. Ở Hà Nội thì công tác khó khăn nhất là công tác về mặt bằng, thì khi có mặt bằng thì mình sẽ tận dụng các điều kiện để đẩy nhanh tiến độ. Thì hạng mục xử lý đất yếu của cái gói thầu này nó rất là lớn, trải dài trên toàn tuyến, nên là mình tận dụng mọi điều kiện thời tiết cũng như là về các công tác vật liệu và thứ, thì là mình đẩy nhanh tiến độ, vì cũng sắp chuẩn bị đến cái mùa mưa rồi, bắt đầu thì cũng là cái hạn chế của cái việc thi công đường. Đoạn tuyến tiếp theo đi qua quận Hà Đông có chiều dài khoảng 5,5 km, liên quan đến 4 phường gồm Phú Lãm, Phú Lương, Yên Nghĩa và Đồng Mai. Trong số 4 gói thầu xây lắp, gói thầu số 10 đi qua địa bàn quận Nội Thành duy nhất, nhưng hiện có tiến độ chậm nhất do còn vướng mắc nhiều trong công tác giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, và đặc biệt là đất thổ cư của 87 hộ dân giáp mặt đường quốc lộ 6. Nhiều đoạn trên phần đất nông nghiệp thuộc phường Yên Nghĩa, nhà thầu chưa được bàn giao mặt bằng để triển khai thi công liền mạch. Khối lượng triển khai của dự án này đến thời điểm này là được khoảng trên 20% khối lượng của gói 10. 20% thì chủ yếu là làm cái phần đắp cát lên đường, đắp K95 và K98. Như riêng nhà thầu 39 thì cũng đã thi công được hơn một cây số cấp phối đa dăm loại 1. Công tác giải phóng mặt bằng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Địa bàn thi công của nhà thầu 39 Bộ Quốc phòng hiện tại thì bây giờ đang mới nhận được, để thi công được thì mới nhận được khoảng gần 53% cái khối lượng yêu cầu đó. Trong đấy thì nhiều đoạn sôi đỗ, nó không thể thi công liền mạch được. Tiếp giáp với quận Hà Đông tại quốc lộ 21B, gói thầu số 10 đi qua 6 xã thuộc địa phận huyện Thanh Oai gồm Bích Hòa, Cự Khê, Bình Minh, Tam Hưng, Mỹ Hưng và Thanh Thủy với chiều dài khoảng 7,25 km. Hiện trên địa phận này, một trong những đơn vị thi công là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng UDIC
chủ yếu đang tiến hành đắp đất gia tải để xử lý nền đất yếu. Tuy nhiên, mặt bằng vẫn còn vướng khoảng 800 mét ở xã Cự Khê và 300 mét ở xã Mỹ Hưng, chiếm khoảng 7% tổng diện tích đất cần thu hồi. Địa phận Thanh Oai thì xử lý đất lên đất yếu nên nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, vì khi mà mình mà không giải phóng kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng trong quá trình làm mình sẽ không thể theo kịp được tiến độ, vì mình nó bị ảnh hưởng, nó phải chất tải, nó mình không thể huy động để đẩy nhanh tiến độ lên được, vì nó có phải có thời gian để theo dõi lún. Về mặt bằng của đất thì các công trình ngầm nổi trên tuyến thì cũng bao gồm cái nút giao đường Trục Phía Lam và nút giao trong sông Ái, và một số cái địa phận là thuộc các cái điện dây điện trung thế hạ thế cắt ngang công trình. Thường Tín là địa bàn cuối cùng của thủ đô có dự án đường vành đai 4, đi qua 9 xã của huyện gồm Khánh Hà, Hiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê, Văn Bình, Duyên Thái, Ninh Sở, Vân Tảo và Hồng Vân. Với tổng chiều dài hơn 9 km, cuối tuyến là cầu Mễ Sở trước khi sang địa phận của tỉnh Hưng Yên, địa bàn thuộc gói thầu xây lắp số 11 do liên danh công ty cổ phần tập đoàn Senco 4, công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hoàng Long, công ty cổ phần Sông Hồng đảm nhận thi công. Đây là địa bàn có địa hình bất lợi nhất so với các gói thầu khác khi hầu hết là ruộng với nền đất yếu, phải mất thời gian từ 6 đến 8 tháng xử lý và gia tải. Chúng tôi mong muốn là những cái hạng mục hiện nay là đang chưa bàn giao mặt bằng hoặc đang bị vướng như là phần hạ tầng ngầm nổi. Hiện nay thì rất nhiều vị trí thì vẫn chưa được giải phóng xong. Cho nên là để mà đảm bảo cái tiến độ yêu cầu và tiến độ đã đề ra thì cũng mong là các đơn vị có liên quan là quảng là bàn giao sớm những cái mặt bằng đấy để chúng tôi có cái đủ công điện và thời gian để thi công kịp tiến độ. Sau một năm khởi công, tổng thể toàn tuyến đường song hành đến nay tiến độ thi công đạt khoảng 37% khối lượng công việc. Có được kết quả đó là do toàn công trường đều thấm nhuần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công với tinh thần vượt nắng thắng mưa, chỉ bàn làm không bàn lùi, luôn khắc phục mọi khó khăn, chia 3 ca, 4 kíp, tranh thủ mọi thời gian làm xuyên nghỉ lễ Tết. Có lẽ từ trước đến nay, chưa có một dự án nào thi công với tinh thần quyết liệt và thần tốc như dự án đường vành đai 4. Hiện Ban Quản lý dự án đang chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh công tác tập kết cát về công trường trong tháng 6, trước thời điểm phải dừng khai thác cát trên sông theo quy định của luật đê điều và mùa mưa lũ. Dự kiến đến cuối tháng 6, tập kết về công trường được khoảng 80% khối lượng cát đắp. 20% khối lượng cát còn lại sẽ được các nhà thầu tập kết dần theo tiến độ bàn giao mặt bằng. Đồng thời, gia tải các vị trí đã đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành đường song hành trên địa bàn huyện Sóc Sơn và Mê Linh trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Do không vướng công trình hạ tầng kỹ thuật và không phải xử lý nền đất yếu. Các huyện còn lại hoàn thành toàn bộ trong quý 3 năm 2025. Để có thể triển khai thi công dự án đường song hành như trên, công tác giải phóng mặt bằng thuộc dự án thành phần 1 của các quận huyện thời gian qua đóng vai trò rất quan trọng. Thống kê toàn tuyến phải thu hồi hơn 791 hectare đất, chưa kể 15,3 hectare đất bổ sung phục vụ thi công hạng mục cải mương, vuốt nối, di chuyển cổ điện cao thế. Di chuyển hơn 10.300 ngôi mộ, xây dựng 13 khu tái định cư. Tái định cư 889 hộ dân, di chuyển 39 cột điện cao thế. Ngoài ra còn là di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng do Ủy ban Nhân dân các quận huyện thực hiện. Tháng 6 năm 2023, khi khởi công dự án, các quận huyện giải phóng được khoảng 84%, vượt mốc 70% theo yêu cầu của chính phủ. Đến nay, sau một năm, mặt bằng đã giải phóng được gần 98%, chỉ còn 17 hectare chưa giải phóng, trong đó có 7,53 hectare đất nông nghiệp và đất khác, cùng 9,54 hectare đất ở. Với không ít địa phương, việc giải phóng mặt bằng được khối lượng lớn như vậy chỉ trong một thời gian ngắn là kết quả của sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đoàn thể tới từng cán bộ công chức, đảng viên gương mẫu đi đầu, và không thể không nhắc tới vai trò của tổ công tác giám sát cộng đồng tại cơ sở. Không quản ngại đêm tối vất vả, các tổ giám sát cộng đồng vẫn xuống từng nhà để trực tiếp mắt thấy tai nghe, chia sẻ và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng và kịp thời đề đạt tháo gỡ các vướng mắc,
Nhờ đó đạt được sự đồng lòng ủng hộ của mỗi người dân trong diện giải phóng mặt bằng. Ông Hoàng Anh Tuấn trực tiếp với tất cả cuộc họp để đều có giá trị của nó. Thế thì đấy là chúng ta nghiên cứu và cùng kết hợp giữa lại cái phản biện của bà con quê hương giữa huyện. Chúng ta là thực trạng trong cái trông nom rồi. Chúng ta là trách nhiệm rồi mà chúng ta phải đi cơ mà. Chứ không phải chúng ta là người không phải đi. Vô cùng trách nhiệm. Đến thời điểm hiện nay các cái khối lượng còn lại không lớn. Tuy nhiên tính chất phức tạp là nó phức tạp hơn rất nhiều so với cả những cái phần việc mà chúng ta đã làm và đạt được cái tiến độ. Thế tinh thần của huyện là tập trung cao độ tuyên truyền vận động trong các di chuyển mùa mả cũng như là các phần việc còn lại trên phạm vi giải phóng bằng. Tuy nhiên cũng phải làm hết sức là cẩn thận, chắc chắn cẩn thận, đảm bảo tối đa cái quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Hiện nay trong cái giải phóng mặt bằng cái khó khăn nhất là xác định giá đầu đi đầu đến. Bởi vì bây giờ theo nghị định 12, việc xác định giá đầu đi thì cũng rất là khó, bởi vì là cái việc mà cái hệ số giá của thành phố bây giờ thì là thấp so với thực tế, và đồng thời là người dân ở các khu vực nông thôn họ phải ổn định nên ít giao dịch, do đó rất là khó tính giá so sánh. Thành phố thì đã tháo gỡ bằng cách là giao cho Sở Tài chính và Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn. Tuy nhiên là hiện nay theo nghị định 12 thì là mới có hướng dẫn của Sở Tài chính về cái xác định giá khởi điểm đấu giá, còn xác định giá này thì chưa có văn bản chính thức hướng dẫn. Do đó chúng tôi làm theo áp dụng theo định nghị 12, do đó vừa xin ý kiến nhân dân, vừa sau này thì áp dụng theo cái vận dụng thêm cái hướng dẫn của Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính. Điểm đặc biệt của dự án là có tới hơn 10.300 ngôi mộ phải di dời. Đây là phần việc khó khăn, nhạy cảm liên quan đến tâm linh và phong tục tập quán của từng địa phương nói riêng, nhưng đã nhận được sự đồng thuận to lớn của người dân. Đến nay toàn dự án chỉ còn lại 242 ngôi mộ chưa di chuyển. Có những địa phương như huyện Sóc Sơn còn tranh thủ quy tập di chuyển gấp đôi số mộ trong phạm vi dự án và quy hoạch lại nghĩa trang trên địa bàn nhờ áp dụng cơ chế đặc thù hợp lòng dân. Sóc Sơn là địa phương duy nhất đến trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã hoàn tất công tác di dời mộ. Huyện Sóc Sơn đã chủ động cải tạo những cái nghĩa trang trước đây của các xã Tân Dân và Thanh Xuân. Trong đó thì có mở rộng cải tạo nghĩa trang và chuẩn bị sẵn một quỹ đất trong đó và đã định hướng các hộ gia đình di chuyển mộ vào đây và theo một hướng này, cùng một loại mộ và bố trí sẵn quỹ đất theo hàng, theo lối. Cho nên là các hộ gia đình là hết sức là ủng hộ cho cái việc di chuyển mộ, rồi quy tập các ngôi mộ của các dòng họ tại các xứ đồng, có thể là trong phạm vi giải phóng bằng dự án hoặc là ngoài phạm vi giải phóng bằng dự án thì họ cũng di chuyển về, thì để cho tập trung vào một khu vực khang trang hơn, sạch đẹp hơn. Cho nên là về mặt yếu tố tâm linh là ngoài cái việc di chuyển mộ ra thì còn nhiều hộ dân là tự nguyện bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp trước khi mà mình trả tiền cái đất ở nghĩa trang. 2% khối lượng còn lại chưa giải phóng mặt bằng không nhiều, nhưng các địa phương cũng xác định đây chính là phần vướng mắc và phức tạp nhất, đòi hỏi quyết tâm cao mới có thể hoàn thành dứt điểm công tác này vào cuối năm nay. Riêng đoạn cần xử lý nền đất yếu thì phải bàn giao chậm nhất cuối tháng 7 để kịp hoàn thành việc đắp gia tải xử lý nền đất yếu trước cao điểm mùa mưa bão. Bởi xử lý nền đất yếu chính là đường găng, mốc tiến độ quan trọng của dự án. Đáng chú ý là quận Hà Đông và huyện Thanh Oai cần sớm giải phóng phạm vi mặt bằng xử lý nền đất yếu dài khoảng 1,68 km. Mô mả thì chúng tôi đã di chuyển đạt trên 98%. Hiện nay thì còn 20 mộ liên quan đến các ngôi mộ mới chôn. Thứ hai là cũng theo cái phong tục tập quán nó còn trùng tang, do đó là tổ công tác tuyên truyền của phường đã đến trao đổi tuyên truyền, các hộ cũng đồng thuận cao. Tuy nhiên là các hộ cũng xin ý kiến là để cuối năm năm 2024 để thực hiện công tác di chuyển mộ. Đối với cái khối lượng còn lại thì một là cái đất vườn ao trong khu dân cư, thứ hai là đất ở của các hộ gia đình trong cái khu dân cư mà thuộc vùng cái giải phóng cái mặt bằng cái vành đai 4 thì chúng tôi đã lập thẩm định phê duyệt xong và đang dự kiến sẽ triển khai giải phóng mặt bằng và giao đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện theo quy định. Giải phóng mặt bằng luôn đi kèm với công tác tái định cư, chăm lo ổn định cuộc sống của người dân bị thu hồi đất, sao cho nơi ở mới ít nhất phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Với tinh thần đó, Hà Nội đã lựa chọn những vị trí đất đẹp và thuận lợi cho người dân.
đến nay đã hoàn thành xây dựng 13 trên 13 hạ tầng khu tái định cư. Trong đó, huyện Thường Tín là địa phương đi đầu trong công tác này. Ngay trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn đầu năm 2024, những hộ dân đầu tiên đã dọn về nhà mới tại khu tái định cư. Những cái vướng mắc còn lại thì 100% hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên vẫn còn một số các kiến nghị liên quan đến việc đất treo méo, liên quan đến cơ chế đặc thù của đường vành đai 4. Do vậy về việc này thì Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản báo cáo thành phố. Và gần đây nhất thì Sở Tài nguyên Môi trường đã có văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện để thực hiện đối với một số trường hợp đặc thù đảm bảo cái quyền lợi của người dân. Hiện hạ tầng khu tái định cư cuối cùng tại xã Đông La, huyện Hoài Đức đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng tổ chức cho người dân bốc thăm. Dù người dân vẫn còn không ít tâm tư nguyện vọng trước khi phải rời bỏ nơi ở đã gắn bó hàng chục năm để chuyển về địa điểm tái định cư hoàn toàn mới, nhưng nhìn chung, phần lớn vẫn phấn khởi ủng hộ dự án sớm hoàn thiện với kỳ vọng sẽ đem đến sự đổi thay và phát triển cho địa phương. Mong mỏi của chúng tôi là cố gắng làm sao chính quyền cũng như là trung tâm quỹ đất nghĩ ra những cái phương án tốt nhất để chúng tôi được ví dụ như là hợp phiếu cùng nhau làm sao mà để chúng tôi có bốc thăm thì chúng tôi vẫn được những cái lô nằm ở trên cái trục chính nó phù hợp với cái hiện trạng mà hiện tại chúng tôi bị mất để nó tránh cho những cái thiệt thòi chính đáng của chúng tôi. Rất là mong muốn về cái việc vành đai 4 để nhà nước làm ấy, thì dân cũng đang ngóng chờ để thời gian cho nó được hoàn thành của nhà nước và cũng được cả dân. Thì dân lúc này cũng vẫn là có một cái băn khoăn về cái việc là nhà chúng tôi ở ngõ thật trong ngõ, nhưng mà nói chung là những nhà mặt đường là chúng tôi cũng có nguyện vọng để cho đồng ý với cả những người mặt đường ấy, là chia cho cái giải ngoài cho mặt đường. Còn nhà chúng tôi ở trong thì cũng vẫn ở trong cũng không sao cả. Riêng địa bàn quận Hà Đông, quận nội thành duy nhất dự án đi qua, do quỹ đất trong nội thành không còn, mặc dù thành phố đã quan tâm dành quỹ đất tái định cư tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, người dân vẫn còn nhiều băn khoăn và kiến nghị. Giá đền bù, theo như người dân được biết là ở đây chỉ hơn 90 triệu. Và khi khu tái định cư xuống khu vực Thanh Oai là 60 triệu một mét nếu ở người lớn. Tâm tư người dân là muốn được tái định cư tại khu vực này để con em họ sống và làm việc ở trên khu vực này. Theo thiết kế, dự án thành phần 3 xây dựng đường cao tốc được bố trí ở giải đất trung tâm có bề rộng 50 mét, hai đường song hành chạy hai bên. Hợp phần này sẽ thực hiện theo hình thức hợp tác đầu tư PPP. Hiện Ban Quản lý Dự án đã hoàn thành hồ sơ khảo sát, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và trình các cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt. Dự kiến hồ sơ mời thầu sẽ được phát hành trong tháng 7 để phấn đấu khởi công trong quý 4 năm nay. Tuy nhiên, hiện hợp phần này đang gặp một số khó khăn vướng mắc liên quan đến quy định chính sách pháp luật về việc cho phép nhà đầu tư trong nước liên danh với nhà đầu tư quốc tế cần phải được các cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Theo quy định là nhà đầu tư trong nước phải là đứng đầu liên danh và nhà đầu tư nước ngoài chỉ là thành viên liên danh. Nên việc mà quyết định các cái chủ trương đường lối chính sách, các cơ chế của đất nước thì sẽ cũng ảnh hưởng đến cái liên danh, rất là khó để thực hiện cái liên danh này. Và theo gợi ý của một số bộ thì nên là sẽ đấu thầu quốc tế để nhà đầu tư nước ngoài vào để đấu thầu cái dự án BOT này. Một năm chưa phải là dài, nhất là với một dự án có quy mô lớn cấp quốc gia như dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Kết quả hôm nay mới chỉ là thành công bước đầu. Chặng đường phía trước vẫn còn 2 đến 3 năm với nhiều thách thức. Các địa phương phải tiếp tục quan tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định nơi ăn trốn ở cho người dân, chuẩn bị vật liệu xây dựng, bãi thải phục vụ dự án, tăng cường nhân lực và máy móc thi công. Với mục tiêu cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027, tạo bước đột phá về đầu tư hạ tầng giao thông, làm tiền đề, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và liên kết vùng thủ đô theo tinh thần nghị quyết 56 của Quốc hội.